Đồ chơi chị Lily xin chào tất cả mọi người nha. Thì ngày hôm nay bên em vừa về chiếc MDX908. Bây giờ em sẽ quay video cho các anh các chị xem về ngoại hình cũng như là tiết các động cơ của em nó nha. Đây thì đây là ngoại hình của chiếc xe MDX908 này má mấy chị. Đó, cực kỳ đẹp luôn nha. Cực kỳ sắc nét luôn, bánh cực kỳ to luôn nha. Đó, có điện đồ các kiểu luôn, có dây an toàn đồ cho các bé. Và xe đây là xe 2 chỗ ngồi nha má mấy chị, có dây an toàn luôn nha. Đó, cực kỳ đẹp luôn, cửa mở ra được luôn nha. Đó, rất là đẹp luôn. Ở đằng sau đây còn có chỗ để đợi đồ nữa nè. Đó, bây giờ em sẽ test cho các anh các chị giờ xem động cơ nha. Đây, đây là nút mở nguồn lên. Đó, còn đây là nút mở nguồn. Ê, nút này là nút nhạc nha mấy chị. Mình đi lên này, mình cứ đi lên nó sẽ to. Còn là nút giảm âm lượng cũng nhạc luôn nè. Còn nút này là nút mở đèn. Đó, nó sẽ có ba chế độ là mở, tắt và nhấp nháy. Đây, mở lên nè. Đó, nhấn một nút sẽ nhấp nháy. Nhấn một nút là nó sẽ tắt đèn. Còn nút bên này sẽ là nút tiến nè. Nút lùi, khi mà các chị cho biết chơi là mình sẽ nhấn nút tiến. Rồi xong rồi mình sẽ đạp cái chân ga dưới này. Còn lùi là mình sẽ nhấn nút lùi. Rồi mình cũng đạp chân ga luôn nha. Còn cái nút ở dưới đây nó sẽ là nút qua bật bên. Đó, khi mà các bố mẹ bận không dùng điều khiển cho biết chơi được, hay là biết không tự chạy được thì mình có thể cho biết ngồi lên và thắt dây an toàn lại. Rồi mình nhấn cái chế độ này, đó xe nó tự tiến tới. Đó, biết sẽ rất là thích luôn nha. Đây bên đây ở trên vô lăng này sẽ là nút còi, còn bên đây sẽ là nút nhạc. Và xe này vừa là xe điều khiển vừa là xe điện cho ga luôn nha mấy chị. Đó, mình tích hợp được hai cái luôn nha, để em test cho mấy chị xem. Đây, khi mà mở lên á là đó là mình sẽ vừa nhấn đồng thời hai cái nút này, xong mình nhấn cái nút này lên. Đó, nút tiến nè, nút lùi. Bên đây sẽ là qua trái, qua phải. Đó, cực kỳ xịn luôn nha mấy chị. Đó, đó đây là mẫu xe điện MDX908. Đây, đó, mở nhạc lên này nó sẽ nhấp nháy ở đây nè. Đó, mà mấy chị thấy mẫu này thì cứ comment vào trong cái video này, hoặc là nhắn tin vào fanpage bên em, sẽ có nhân viên bên em chỉ tin nhắn cho các anh các chị nha. Cảm ơn các anh các chị đã xem video. Tạm biệt mọi người.